Mến chào quý vị và các bạn, Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để mang đến cho quý vị những thông tin hấp dẫn nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong ngày. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin cập nhật có liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc cùng với các vấn đề nóng về con đập thủy điện lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp. Trước khi đến với những nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Sông Tùng Hoa lần hai dâng lũ, nước sông dâng cao cuốn trôi xe cộ trên đường phố Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Pakistan. Lễ hội thu hoạch của Trung Quốc đánh dấu vụ mùa bội thu đầy khó khăn vì mưa lũ. Tưởng chừng như những trận bão lũ lớn của mùa hè đã trôi qua và mùa mưa đang dần chấm dứt để nhường chỗ cho tiết trời khô lạnh, thì sông Tùng Hoa, một trong những dòng sông lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc, đã tiếp tục chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm 2023. Sông Tùng Hoa tại đông bắc Trung Quốc đã chứng kiến trận lũ thứ hai trong năm vừa qua, sau khi những trận mưa lớn kéo dài tại khu vực thượng nguồn con sông. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vào lúc 1 giờ 5 phút chiều, mực nước vượt trạm đo thủy văn tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, đạt mức cảnh báo là 118,3 m. Trung tâm Thủy văn và Tài nguyên nước Hắc Long Giang ngay sau đó đã ban hành cảnh báo màu vàng về lũ lụt, cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể xảy ra tại đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa. Được biết, hệ thống cảnh báo lũ lụt của Trung Quốc gồm 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh lam. Một khoảnh khắc đầy kinh hoàng mới đây đã được ghi lại tại Trung Quốc, khi một đợt sóng chiều cường khổng lồ ập xuống, một con đường đông đúc và dòng nước chảy xiết cuốn trôi hàng chục chiếc xe cộ trên con đường này. Một đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã ghi lại cảnh một cơn sóng chiều cường khổng lồ đổ xuống một con đường đông đúc dọc bờ sông Tiền Đường tại thành Hàng Châu, miền đông Trung Quốc và lập tức nhấn chìm một hàng xe cộ đang dừng đèn đỏ. Theo chính quyền và cơ quan chức năng địa phương, 7 phương tiện đã bị hư hại vì sự cố, nhưng may mắn rằng không có thương tích hay là thương vong nào được ghi nhận. Sự cố vào Chủ nhật được gây ra bởi chiều dâng, một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp xảy ra khi những đợt chiều cường đầu tiên tạo thành một cơn sóng, đẩy vào một vùng nước nông. Theo các báo cáo sau sự cố, hiện tượng chiều dâng đã xảy ra tại sông Tiền Đường, thành phố Hàng Châu vừa qua, được cho là thuộc dạng lớn nhất từng ghi nhận trên thế giới, với thủy chiều dâng tới gần 10 mét và dâng nước chảy xiết với tốc độ tới 40 km/h. Người dân thành phố cho biết họ đã có thể nghe thấy những tiếng gầm rú của cơn sóng từ nhiều giờ trước khi sự cố xảy ra và nước sông Tiền Đường vẫn tiếp tục dâng trong chiều giờ sau đó. Được biết, dòng sông Tiền Đường vẫn thu hút hàng vạn khách du lịch mỗi mùa thu, những người hiếu kỳ tới xem các khoảnh khắc ấn tượng của con chiều cường. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra sự cố, các quan chức khí tượng của Trung Quốc đã cảnh báo những du khách này về hiểm họa của việc ngắm chiều cường và nhấn mạnh rằng đây có thể là đợt chiều cường mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Vào tháng 8 2003, do ảnh hưởng của cơn bão Chami đạt độ cao gấp đôi so với trung bình thường, đánh vỡ hàng rào lũ lụt, sau đó đã cuốn trôi và làm bị thương nhiều khán giả. Một phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi, Pakistan, ông Li Ji ban đầu dẫn chuyến thăm Thủ tướng Saba Sharif vừa qua đã quyên góp hơn 300.000 đô la Mỹ cho khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ tại quốc gia Nam Á này. Phái đoàn của Trung Quốc do Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thủ phủ Karachi của vùng Shi thuộc Pakistan. Ông Li lần đầu tiên có chuyến thăm tới văn phòng Thủ tướng Saba Sharif vừa qua. Trong chuyến thăm, ông Li đã cam kết quyên góp 25 triệu rúp, tương đương là gần 350.000 đô để viện trợ cho người dân tại những khu vực đang bị mưa lũ. Phái đoàn bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về những thiệt hại về người và tài sản trong trận mưa và lũ lụt gần đây ở Sindikat và đảm bảo với Thủ tướng Saba Sharif rằng chính phủ Trung Quốc sẽ giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Thủ tướng Saba Sharif sau đó đã cảm ơn sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và cũng nhắc lại những khoản viện trợ và hỗ trợ từ Bắc Kinh trong các trận lũ lụt năm 2010 và 2011. Hàng trăm triệu nông dân Trung Quốc đã khai mạc lễ hội thu hoạch thường niên lần thứ nhất vừa qua, với toàn bộ đất nước kỳ vọng một vụ mùa bội thu bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 và thảm họa mưa lũ kéo dài. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã mô tả vụ thu hoạch mùa thu năm nay dự kiến là khó thắng sau khi nước này phải chứng kiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở sông Dương Tử và hạn hán ở miền Bắc cùng với sự gián đoạn bởi đại dịch. Song bất chấp những khó khăn này, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết sản lượng ngũ cốc vụ xuân năm nay nhìn chung đã được đảm bảo do nỗ lực kiểm soát sâu bệnh tốt hơn dự kiến và sự phục hồi nhanh chóng sau lũ lụt mùa hè vừa qua. Cơ quan này cho biết diện tích hạt vụ đông chiếm phần lớn sản lượng ngũ cốc hàng năm, ước tính đạt 85,6 triệu ha trong năm nay, tăng hơn 330.000 ha so với năm 2021. Một bầu không khí lạc quan được bao trùm lên các vùng nông thôn của Trung Quốc, nơi nông dân đang khai mạc lễ hội thu hoạch bằng các bài hát và điệu múa, triển lãm sản phẩm, lễ hội hóa trang và lễ trao giải cho nông dân có thành tích tốt nhất. Tại thành phố Vạn Thành của tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc,
Địa điểm chính của lễ hội thu hoạch năm nay, nông dân và doanh nhân từ 9 khu vực cấp tỉnh của lưu vực con sông Hoàng Hà đã tham dự các hoạt động theo chủ đề nông nghiệp và quảng bá sản phẩm của họ tại các cuộc triển lãm. Ông Shi Yao-gu, chủ tịch của một công ty chế biến cây có trụ sở tại Sơn Tây cho biết, nông dân trồng cây đang kỳ vọng một vụ thu hoạch tốt nhất trong thập kỷ vì tỉnh này không bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai lớn trong năm nay. Trong khi đó, thì ông Ga Yongfen, một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đã giành được danh hiệu vua đậu nành Hắc Long Giang trong một buổi lễ ở thành phố Furin. Các quan chức địa phương cho biết, viễn cảnh vụ thu hoạch bội thu gần như chắc chắn bất chấp 3 cơn bão trong những tháng gần đây. Mọi sự hỗ trợ của chính phủ, ông Ga cho biết, các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hơn và giống chất lượng tốt hơn đã giúp các trang trại địa phương chống chọi với thiên tai. Chính quyền tỉnh cho biết gần 5 triệu chiếc máy móc nông nghiệp đã được sử dụng trong mùa xuân này, cùng với việc thực hiện quản lý trang trại chặt chẽ hơn với các tiêu chuẩn cao hơn. Ông Lưu Chun, chủ tịch một hợp tác xã máy móc nông nghiệp địa phương ở Purin, hướng dẫn nông dân tiêu nước khỏi ruộng lúa sau trận mưa lớn do bão số 2 gây ra vào đầu tháng này. Ông Lưu cho biết, cây trồng của chúng tôi từng bị ngâm nước sau trận mưa lớn trong một thời gian dài, nhưng mà chúng tôi có thể thoát nước nhanh chóng lần này nhờ các rãnh thoát nước được nâng cấp, do đó đảm bảo một vụ thu hoạch tốt. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng canh tác và thúc đẩy công nghệ canh tác cũng được ghi nhận cho sự phục hồi tương đối nhanh chóng ở nhiều vùng bị lũ lụt tàn phá. Tỉnh An Huy nằm trên lưu vực sông Dương Tử và Hoài Hà là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Để giúp nông dân bù đắp phần nào thiệt hại, chính quyền địa phương đã mua cây giống bắp cải từ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc và phân phát miễn phí cho nông dân. Tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc bao gồm 3 phần: sản lượng lúa sớm, nguồn gốc mùa hè và mùa thu. Các loại cây ngũ cốc mùa thu bao gồm ngô và lúa mùa trung và muộn, chiếm phần lớn sản lượng ngũ cốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc đã có vụ thu hoạch bội thu tối với cả mùa lúa và lúa mùa sớm vào năm 2022, đánh dấu mức tăng hàng năm lần lượt là 1,21 triệu tấn và 1,03 triệu tấn. Một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ít nhất 2 người thiệt mạng, 60 người bị thương. Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2,9 ngàn nhân viên cứu hộ được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai. Trận động đất cách Hành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, gần 200 km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124 km nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc. Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất có cùng cường độ 6 độ Richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân, cách tâm chấn lần này 105 km. Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 70.000 người thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ Richter xảy ra ở huyện Vân Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5 2008. Trưa ngày hôm qua cũng xảy ra một trận động đất cường độ mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CENC cho biết, trận động đất ban đầu đo được cường độ 5,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hưng Văn thuộc thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên lúc 12 giờ 46 theo giờ Bắc Kinh. CENC cho hay tâm động đất nằm ở độ sâu 12 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất lần này. Tứ Xuyên được coi là rốn động đất ở Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Vào ngày 12 tháng 5 2008, một trận động đất kinh hoàng cường độ mạnh 7,8 Richter tại huyện Mân Xuyên cách thủ phủ thành đô của Tứ Xuyên khoảng 90 km về phía tây đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người. Vẫn còn hàng chục người đang bị mất tích sau khi vụ đổ đất kinh hoàng xảy ra ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm Chủ nhật tuần trước, cùng hơn 900 người đã phải đi sơ tán. Trong khi đó, những người may mắn sống sót đã bắt đầu kể lại những câu chuyện của thoát chết thần kỳ của họ. Ông Hoàng Yong Quynh, chủ nhà một nhà máy ở thành phố công nghiệp Thâm Quyến đang đi dạo dưới phố sáng 20 tháng 12, thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Cuộc gọi đến từ một người quản lý của ông kể về các trận rung chấn ghê gớm tại nhà máy của ông đặt tại khu vực quận Quang Minh. Lúc tôi nhận được cuộc gọi ấy, tất cả những gì tôi có thể nói được là sơ tán ngay, ông Hoang nói với tờ nhật báo Jingbao của Thẩm Quyến. Chỉ 10 phút sau đó, cả một đợt sóng khổng lồ đầy đất đá từ vụ lở đất đã bắt đầu tấn công vào nhà máy của họ. Công ty công nghệ Wellingden Thẩm Quyến đè bẹp các bức tường bao quanh nó. Vào thời điểm đó, tất cả 115 nhân công trong nhà máy này đã được đi sơ tán theo đúng chỉ thị sáng suốt của ông Hoang. Người quản lý Jan Dimin chính là người thực hiện cuộc gọi khẩn cấp họ và cũng là người chịu trách nhiệm cho công nhân đi sơ tán. Bà Jan sau khi nhận chỉ thị của ông Hoang đã tập hợp tất cả nhân công trong nhà máy, đến đủ số lượng trước khi họ dẫn đến nơi an toàn. Sau khi đã thoát nạn nhờ cuộc gọi khẩn cấp cho giám đốc, bà Jan nói với cả nhật báo Xinhua rằng cả tòa nhà bỗng nhiên rung lắc bất mạnh, đến nỗi tôi có thể nghe được một tiếng nổ đến từ lòng đất. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một trận động đất. Một nhân công may mắn khác cũng thoát chết trong gang tấc khi đang trong giờ nghỉ của mình. Xia Xiaohua đang đi về khu ký túc của mình, nơi mà cả gia đình anh đang sinh sống cùng nhau, thì bất chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn tựa như tiếng một chiếc xe hơi đang khởi động, theo tờ Beijing News. Sau đó, Xia bất chợt nhận ra rằng lượng đất đá chất đống trên đỉnh một ngọn đồi cách đó khoảng vài trăm mét phát ra một làn khói bụi màu xám dày đặc, giống như khói từ một ống khói vậy. Người nhân công 50 tuổi này trước đây thường sống ở khu vực miền
núi, đã cảm nhận thấy điều gì đó nguy hiểm đang xảy ra đến lập tức gọi điện thoại cho người con trai và nói với anh này rằng sắp có lở đất rồi, chạy đi mau lên. Người này sau đó nói với tờ Beijing News rằng trận lở đất giống như một con hồng thủy không thể ngăn chặn nổi, nó tràn xuống từ đỉnh đồi cứ như là từ sông Hoàng Hà. Chỉ vài phút sau khi thảm họa lở đất xảy ra, một lượng đất đá bắn lên không trung và chôn vùi rất nhiều ngôi nhà phía dưới. Nhưng may mắn thay, cuộc gọi điện đúng lúc đã cứu sống cả gia đình của Xia, trong đó gồm một con trai ông, người con dâu cùng một đứa cháu trai. Một người sống sót khác nhưng lại kém phần may mắn hơn trong thảm họa ở Thâm Quyến là Hi Weiming, ông chủ một công ty phân loại và tái chế rác thải. Người đàn ông 36 tuổi này cùng người em trai hiện vẫn đang tìm kiếm thân nhân của mình, gồm cha mẹ, vợ con, một người em gái và gia đình của cô cùng 5 đồng nghiệp khác trong nỗi tuyệt vọng. Sáng hôm sau, hai anh em ông He có việc công cán nên ra khỏi nhà từ sớm. Ngôi nhà của họ chỉ cách đống đất đá lớn trên đỉnh đồi khoảng 1 km. Chúng tôi lái xe để thu thập phế liệu từ lúc 7:40 và mọi thứ ở nhà đều rất ổn. Sau đó chúng tôi trở về nhà vào khoảng 11:40 và nhận thấy ngôi nhà của chúng tôi đã bị chôn vùi dưới bùn đất, lớp đất đá và sắt thép cao đến hơn 4 m, khiến chúng tôi không thể nào nhìn thấy phần mái nhà, ông He nói với tờ Global Times. Hay sau đó cho hay ông đã thực hiện hơn 40 cuộc gọi bằng điện thoại nhưng không thấy ai trong gia đình trả lời. Ban đầu ông cứ nghĩ rằng mọi người đang bận vì không thấy ai nhấc máy, nhưng sau đó mới nhận ra rằng họ đã bị mất tích đâu đó trong đống đổ nát khổng lồ gây ra bởi vụ lở đất, khi thấy điện thoại của người thân đã bị tắt ngầm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy hiệu quả và năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.